Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 cái token free tương đương với 4 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Và sau đó nhập kết quả phép tính. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram. Rồi, quay trở về, join vào kênh channel. Quay trở lại, tiếp tục follow Twitter, retweet bài đăng. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ like và retweet. Và quay trở về bot. Mọi người join tiếp vào Discord. Rồi mọi người kéo màn hình sang phải nhé. Thì sau đó thì tìm đến cái kênh của nó. Rồi ở đây mọi người bấm chọn vào Verify Here này. Mà không phải xác minh gì cả. Rồi quay trở về bot. Kéo lên bấm chọn Don này. Don tiếp này. Rồi sau đó gửi username của Twitter. Rồi tiếp tục chọn đôn. Đôn tiếp. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví BEP20. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.